quậy và cái bọn mà bà que, chúng nó hô hào, chúng nó bảo là sẽ coi như có cuộc sẽ tổng biểu tình ngày 4/9 và coi như là lật đổ chế độ cộng sản. Nhưng mà tức là những cuộc biểu tình ở trước kia chẳng hạn, ví dụ ngày 10/11/6 trong thời gian tức là tháng 6 vừa rồi ấy, thì là chúng nó các bạn chờ tôi một xíu xíu tôi mở cửa. Cuộc biểu tình ấy, chứ mấy một cuộc biểu tình ngày 10/11 hoặc là tháng trước ấy, thì chúng nó còn lấy cái cớ là coi như là phản đối cái dự luật về đặc khu kinh tế, tức là Bắc Vân Phong, Vân Đồn và đặc khu kinh tế Phú Quốc, và coi như luật về luật an ninh mạng, và chúng nó đưa ra biểu ngữ tức là không cho Trung Quốc thuê đất 99 năm đấy, và coi như là dù 1 mét vuông, dù 1 tấc đất cũng cho Trung Quốc thuê. Đấy là những cái khẩu hiệu cũng là cái chuyện xuyên tạc bố láo bố tuét rồi. Nhưng mà cái lần biểu tình lần này ấy, là chúng nó không có một lấy một cái cớ gì hết ấy, mà chúng nó coi như là chỉ có lấy cái tức là lật đổ đảng cộng sản. Nhưng những cái âm mưu chúng nó bàn thì tôi nói với tất cả các bạn, thì thực tế ra là toàn cái thằng, mình nói thẳng ra, chúng nó là những thằng não tôm. Bây giờ chúng nó cứ là nghĩa là những người yêu nước của Việt Nam đấy, và những cái lực lượng an ninh và lực lượng chức năng Việt Nam coi như cứ im đi để cho chúng nó muốn làm gì làm đấy. Thì tôi nói với tất cả các bạn này, chúng nó ngu si đần độn mức độ là hình như ngày hôm qua thì cũng có một số bọn nó, một số tên chúng nó vào cái chợ Tân Bình ở quận Tân Bình, chúng nó coi như là nói với cái tiểu thương, với các tiểu thương là coi như là coi như là coi như nghỉ, không họp chợ nữa đấy, thì để mà coi như là đi biểu tình. Thì những cái kẻ đó cũng chẳng phải công an, ngay các tiểu thương đã tóm được một số cái bọn dân chủ rồi và giao cho công an đấy. Lòng dân là như thế đấy, chúng mày cứ hó hé ra tí là mà chúng mày bị ngay những người dân đập rồi, chứ chưa cần phải cái lực lượng chức năng gì cả. Và coi như là chúng nó còn đưa ra mưu tức là bảo là, tức là nó đến tất cả các khu phố bản cho nhân dịp ngày 2/9, chúng nó coi như là không coi như là cho, tức là nói tức là không cho người dân treo cờ. Vâng, thử bảo chúng nó đến khu nhà tôi xem, mà không tức là chỉ cần nói coi như là 2/9 không treo cờ xem tình hình như thế nào, đúng không? Ít nhất là coi như răng môi lẫn lộn ngay lập tức. Ngu si đần độn cứ như chúng nó cứ làm như là coi như nhân dân mà coi như là không nghe theo lời chúng nó. Tôi nói với tất cả các bạn, hiện nay ở ngoài đường phố hoặc tất cả các thứ thì nói chung là nó là thanh bình, đúng, nhân dân vẫn làm ăn, vẫn cứ lo cuộc sống bình thường ạ, thường hàng ngày, đúng không? Nhưng mà ví dụ có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì nói chung là cái lòng yêu nước của mọi người đấy, thì là bắt đầu nó mới nổi lên. Đấy, bọn nó bảo là coi như là 2/9 này sẽ coi như là đến vận động của mọi người không treo cờ đỏ sao vàng, thử đến xem và đốt xe buýt, vâng đấy, thử xem. Toàn chúng nó xui dại một cái những người không hiểu biết này, thử đốt xe buýt xem là coi như là có bị dân đập cho không, lực lượng chức năng bắt, và nói chung theo khung hình phạt thì chúng nó chịu coi như là bao nhiêu năm tù. Thôi, chúng nghĩ ra được một cái trò gì đấy, chúng nó nói ví dụ nó là coi dùng ống nhựa coi như phun xăng vào lực lượng công an đấy. Hoặc là có một cái thằng nó ngu si đần độn mức độ như thế này, nó bảo là coi như là bây giờ coi như phá hoại cái đường điện ấy, tức là chúng nó coi như thả một cái diều to rồi nó buộc những cái kim loại vào để cho cái diều nó bay lên trên cái đường điện cao thế để đường điện cao thế nổ. Nó ngu si đần độn rốt nát. Tôi là kỹ sư điện đây, ví dụ những cái thanh kim loại này, ví dụ kể cả kim loại nó theo cái diều lên, nó nhỏ hạn, nó vướng vào đường điện cao thế chẳng hạn, thì cái gì nổ thì cái kim loại nó nổ, chứ không phải là đường điện cao thế nó nổ đấy. Nói chung là ngu si
mà đòi coi như là đi làm lãnh đạo cuộc biểu tình. Tôi xin lỗi các bạn nhé, ví dụ như tôi mà là làm bên phía an ninh công an, tôi chỉ cần đưa ra một cái giải pháp rất nhẹ nhàng này thôi, thì nói chung cái cuộc biểu tình hầu như là tan. Thứ nhất là bây giờ là chúng nó, ví dụ chúng nó có tham gia biểu tình, chúng nó cũng chỉ nó không thể tập hợp được tất cả, nó thành một nhóm nhỏ một, đúng không? Mà chúng nó giả sử có tụ tập, sau đó những nhóm nhỏ đó tụ tập với nhau đấy, nếu mà chúng nó tụ tập với nhau thì muốn tụ tập với nhau thì chúng nó phải liên hệ đấy, và phần lớn là chúng nó phải liên hệ qua Messenger, chứ còn chúng nó bản thân chúng nó cũng không thể nào coi như nhóm này không thể tin nhóm kia được. Đó là cái thì bây giờ với tôi nói với các bạn ấy, bây giờ chỉ cần làm mỗi một cái động tác nhỏ, cái ngày nếu mà ví dụ như lực lượng an ninh chẳng hạn nó muốn thành làm một cái động tác nhỏ, ví dụ chúng nó định biểu tình ngày mùng 4 tháng 9 cắt tất cả wifi và internet trong một ngày, nhân dân ủng hộ vì sự an ninh của Trung Quốc, đúng không? Cắt mỗi thôi thì thôi, chúng nó liên hệ làm sao được, đúng không? Từ nhóm nhỏ đi là ví dụ chúng nó có mấy cái nhóm nhỏ đấy có phá hoại là lượng hết đấy. Cho nên là bây giờ này, ví dụ là cái chuyện làm một cái cuộc mà biểu tình thì nó thực tế ra thứ nhất là cái người kêu gọi là phải có uy tín đấy, cái thứ hai là phải rất, tức là ví dụ dân Việt Nam 95 triệu người thì gọi là trừ người già trẻ con các thứ thì tôi tính là 50%, còn 50 triệu, đúng không? Thì ít nhất ông phải kêu gọi được mình khoảng độ, ví dụ ở khu vực miền Nam này, thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất phải 1 triệu người đồng lòng biểu tình. Nhưng mà chúng nó thì xem là được mấy người, đúng không? Đấy, chúng nó cứ bảo là cái là những người biểu tình là đại diện dân 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 nọ kia tất cả các thứ. Thì tôi thường nói với tất cả các bạn rồi là nếu ví dụ như này, chúng tôi là những người yêu nước, yêu tổ quốc, và nhất là phải nhấn mạnh này, yêu cái chế độ này do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chúng tôi tôn trọng pháp luật. Chứ bây giờ ví dụ chỉ cần có như cơ quan chức năng lờ gì cho chúng tôi thôi, nghe chưa? Chúng tôi hô hào mọi người coi như đứng dậy, coi như chống lại cái bọn mà nó phá hoại đất nước này. Thì tôi nói với tất cả các bạn ấy, thì rất nhiều người theo, và nói chung là bọn này nó chỉ cần mỗi người một bãi nước bọt là chúng nó đã đủ chết rồi đấy, chứ không cần phải nhiều. Ăn không ngồi rồi, muốn phá rối cái cuộc sống yên bình của những người dân. Không ngủ được thì Thái Hồng Nhiên có tắt tôi vào một cái kênh của cái bọn phản động bên kia. Trời ơi, đầu tiên thì nghe cái thằng gì Victor Hồ nó là khách mời. Nó lên nó nói, tôi bảo đúng là cái bọn này nó thần kinh mà nó điên nặng rồi. Victor Hồ thì nói chung là nó có kiểu như gần như trần dần điên khùng, có như ta là khỉ, ta là cái tôn ngộ không nọ kia, ta sẽ về giết cộng sản, lật đổ chế độ cộng sản thế này thế khác đấy. Mà sau coi như là anh em mình vào cũng đông, nhưng mà sau đó coi như là bọn nó mời Thái Ngọc Nhiên lên nói, mà Thái Ngọc Nhiên vừa nói câu Bác Hồ cái là lốc, là nó đẩy xuống luôn. Và sau cái anh Trần Siêu lên nói, đầu tiên cũng nói một câu hai câu, anh Trần Siêu một hai câu lịch sự đấy, nhưng mà cuối cùng mới bắt đầu nói là đất nước yên bình nọ kia, là bắt đầu nó là xuống, đúng không? Những cái kênh đấy nói chung là bắt sau đó nó chửi bới nhân Đảng Cộng sản, chửi bới Hồ Chủ tịch nọ kia cái tất cả thứ. Thì nói chung là thực tế ra là chúng nó chỉ gọi là chửi bới và chúng nó xuyên tạc thôi, cho nên là chúng nó rất sợ cái lời nói của những anh em mình đấy. Cho nên tôi xem một lúc rồi tôi bảo thôi, kêu gọi anh em mình ra, mình ngồi ở diễn đàn này nghe bẩn tai đấy. Còn lại ví dụ như là ở trên kênh của tôi thì tôi mời tất cả mọi người đấy, từ những cái